ông Putin tiết lộ về sự an toàn của ông Trump, không loại trừ mối đe dọa từ chính quyền Biden. Yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến sự lựa chọn của ông Trump với xung đột ở Ukraine. Mỹ tìm cách khắc chế đòn dân đe hạt nhân của Nga. Đòn tấn công của Nga khiến hơn 1 triệu người Ukraine gặp thảm họa. EU xác nhận bơm 19 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube chính thức của báo điện tử VTC News. Vừa rồi là những nội dung chính trong bản tin về chính trường thế giới được chúng tôi liên tục cập nhật. Sau đây là nội dung chi tiết. Theo RT, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc họp báo trong khuôn khổ hội nghị tổ chức hiệp ước an ninh tập thể CSTO ở Kazakhstan. Tại đây, chủ nhân điện Kremlin đã lên tiếng ca ngợi tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump nhưng cũng lo ngại về sự an toàn của tổng thống đắc cử Mỹ. Ông Putin cho biết Tôi vô cùng ngạc nhiên về cách cuộc tranh cử tổng thống Mỹ đã diễn ra. Đã có những phương pháp thiếu văn minh được sử dụng để nhắm vào ông Trump, bao gồm những nỗ lực ám sát liên tục, nhưng cuối cùng ông Trump đã vượt qua bài kiểm tra thực sự để trở lại nhà trắng. Cũng theo tổng thống Putin, ông vô cùng thất vọng khi biết các đối thủ của ông Trump còn nhắm mục tiêu vào gia đình của tổng thống Mỹ đắc cử. Chủ nhân điện Kremlin mô tả, đây là hành vi ghê tởm và cho thấy sự suy yếu của hệ thống chính trị Mỹ. Ông Putin nói thêm, tôi cho rằng ông Trump hiện không an toàn. Tuy nhiên ông Trump là một chính trị gia thông minh và giàu kinh nghiệm. Ông ấy sẽ biết cách đối phó với tình hình. Ông Donald Trump là mục tiêu ám sát hồi tháng 7 khi đang vận động bầu cử tại bang Pennsylvania của Mỹ. Đã có một viên đạn sượt qua tay ông từ vị trí cách khoảng 150 mét. Cơ quan mật vụ Mỹ đã ngay lập tức hạ gục tay súng. Người này sau đó được xác minh danh tính là Thomas Croft, 20 tuổi và sống tại khu vực ngoại ô Pittsburgh. Khoảng 2 tháng sau, ông Trump tiếp tục bị đe dọa bởi cuộc phục kích khi đang chơi golf ở bang Florida. Nghi phạm ngay sau đó đã bị bắt giữ. ABC News đưa tin, chính quyền liên bang Mỹ đã bắt giữ một người đàn ông ở bang Arizona ngày 27 tháng 11 vì bị tình nghi có ý định ám sát ông Trump cùng với gia đình với hàng loạt video đe dọa trên trang Facebook cá nhân và được đăng tải thường xuyên. Trong bình luận của mình, tổng thống Nga Putin cũng nói rằng ông không loại trừ khả năng chính quyền tổng thống Biden đang cố tình gây khó khăn cho mối quan hệ giữa Moscow và ông Donald Trump. Tuy vậy, chủ nhân điện Kremlin nhấn mạnh, Nga luôn sẵn sàng đối thoại với Mỹ bao gồm cả với chính quyền sắp tới. Hiện chính phủ Mỹ và đội ngũ của ông Trump chưa đưa ra bình luận chính thức về tuyên bố của Tổng thống Nga Putin. Giới quan sát cho rằng việc ông Trump đưa ra quyết định như thế nào đối với cuộc xung đột ở Ukraine sẽ phụ thuộc phần lớn vào diện mạo tiền tuyến vào thời điểm ông tuyên thệ nhậm chức ngày 20 tháng 1 năm 2025. Một câu hỏi được đặt ra từ Washington đến Warsaw là ông Trump có kế hoạch quản lý cuộc xung đột ở Ukraine như thế nào? Các nhà phân tích khá chắc chắn rằng Tổng thống đắc cử Donald Trump sẽ tập trung vào việc chấm dứt xung đột qua đàm phán. Ông Trump đã nhiều lần tuyên bố rằng cuộc xung đột lẽ ra không nên nổ ra ngay từ đầu và sự hỗ trợ của Mỹ cho Ukraine, 175 tỷ đô la Mỹ kể từ khi xung đột bắt đầu vào tháng 2 năm 2022, là gánh nặng cho người nộp thuế Mỹ. Tuy nhiên, ông Trump vẫn chưa đưa ra thông tin cụ thể về việc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột sẽ như thế nào. Những nhượng bộ mà ông sẵn sàng đưa ra là gì và ông định thực hiện bất kỳ thỏa thuận nào được ký kết ra sao. Ngoài các kế hoạch từ các cựu cố vấn, thậm chí có thể không phản ánh suy nghĩ thực sự của ông Trump về vấn đề này thì các thông tin chi tiết dường như vẫn rất ít và cách xa nhau. Bất kỳ hành động nào của chính quyền ông Biden hạn chế khả năng hành động tự do của Washington đều không được ông Trump đánh giá cao, người vốn coi trọng sự khó đoán, quyền lực và ảnh hưởng, những yếu tố chính để đạt được thỏa thuận tốt trên bàn đàm phán. Các quyết định gần đây của ông Biden về Ukraine có thể khiến Tổng thống kế nhiệm bị dồn vào thế bí. Tuy nhiên, cách diễn giải như vậy chẳng khác nào tước đi quyền tự quyết của ông Trump, như thể ông bị mắc kẹt trong việc thực hiện một chính sách mà cá nhân ông không đồng ý. Thực tế là ông Trump có quyền lựa chọn, và điều đó sẽ phụ thuộc phần lớn vào diện mạo tiên tuyến vào thời điểm ông tuyên thệ nhậm chức ngày 20 tháng 1 năm 2025. Chẳng hạn nếu việc Ukraine triển khai tên lửa tầm xa atak thành công kéo căng các tuyến tiếp tế của quân đội Nga làm phức tạp thêm các cuộc tấn công đang diễn ra của Moscow, hoặc trong kịch bản tốt nhất là giúp Kiev giành lại một số lãnh thổ đã mất ở Donbass, thì có khả năng ông Trump sẽ tiếp tục các gói viện trợ và nới lỏng các hạn chế của Mỹ để buộc Tổng thống Vladimir Putin phải bước vào các cuộc đàm phán để giải quyết. Vấn đề là sức ép trong tất cả các trường hợp này đều không hiệu quả như dự tính. Iran đã chọn gia tăng căng thẳng thay vì khuất phục. Ông Nicolas Maduro vẫn giữ cương vị Tổng thống Venezuela và Trung Quốc không tuân thủ các điều khoản của thỏa thuận thương mại giai đoạn 1. Với việc Tổng thống Putin coi cuộc xung đột ở Ukraine là cuộc giao tranh có ý nghĩa với sự tồn tại của chính nước Nga, khó có thể hình dung chiến lược tương tự sẽ có tác dụng như thế nào với Moscow. Tổng thống Putin đã nhiều lần chứng minh trong cuộc xung đột kéo dài gần 3 năm qua rằng gia tăng căng thẳng chứ không phải nhượng bộ là phương pháp ông lựa chọn khi quân đội Nga bị dồn vào chân tường. Tuy nhiên, nếu ông Trump nhậm chức, khi vị thế quân sự của Ukraine vẫn không thay đổi hoặc trở nên tồi tệ hơn, thì ông sẽ không gặp vấn đề gì khi đảo ngược bất kỳ động thái chính sách nào mà ông Biden đã thực hiện trong hai tháng cuối nhiệm kỳ. Đây là một kịch bản mà ông Zelensky và các đối tác châu Âu cần xem xét nghiêm túc, bởi Atac MS khó có thể thay đổi đáng kể diễn biến tiền tuyến theo hướng có lợi cho Ukraine. Thậm chí, chính quyền Tổng thống Biden đã thừa nhận điều đó khi bật đèn xanh cho Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa bên trong lãnh thổ Nga. Các xu hướng cho thấy tình hình đang diễn biến có lợi cho Nga. Giới quan sát đánh giá, điều này không có gì ngạc nhiên, bởi mặc dù khả năng chiến đấu của quân đội Nga không đồng đều, nhưng họ vẫn giữ được lợi thế về số lượng và trang thiết bị. Trong khi đó, Ukraine đang ở thế yếu, nơi các vị trí của họ ở Donbass có nguy cơ bị đối phương áp đảo do thiếu binh lính và không thể xoay vòng lực lượng. Đây là tình thế ông Donald Trump sẽ phải đối mặt vào tháng 1 năm 2025. Theo kênh CNN, trong chiến dịch tranh cử, ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump đã tuyên bố rằng ông có thể chấm dứt cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine trong vòng 24 giờ nếu giành chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Đội ngũ của ông Trump đã đưa ra các ý tưởng khác nhau và đang được ông Mike người được Tổng thống đắc cử lựa chọn làm cố vấn an ninh quốc gia xem xét. Hai nguồn tin quen thuộc với vấn đề này cho biết các cuộc thảo luận vẫn đang ở giai đoạn đầu, trong đó có rất ít người ủng hộ tư cách thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, NATO của Ukraine có một khoảng cách lớn giữa các điều kiện mà các quan chức ở Nga và Ukraine đã vạch ra trong một cuộc đàm phán ngoại giao. Tuần này, ông Andrei Yermak, tránh văn phòng của nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky, đã nói với tờ báo Thụy Điển Dagens Industry rằng việc quay trở lại tình hình trước năm 2022 sẽ là điểm khởi đầu cho các cuộc đàm phán. Tuyên bố này dường như đề cập đến yêu cầu trước đó của Kiev về việc kiểm soát hoàn toàn lãnh thổ mà họ tuyên bố chủ quyền, bao gồm cả Crimea, trước khi bất kỳ cuộc đàm phán nào có thể diễn ra. Trước khi Kiev tiến hành cuộc tấn công vào vùng Kursk của Nga hồi tháng 8, Tổng thống Nga Vladimir Putin cam kết sẽ ra lệnh ngừng bắn ngay khi Ukraine từ bỏ tham vọng gia nhập NATO và rút quân khỏi các vùng đã xâm nhập Nga. Đề xuất này đã bị rút lại và theo Moscow, không có cuộc đàm phán nào có thể diễn ra nếu binh sĩ Ukraine vẫn hiện diện tại vùng Kursk. Kiev muốn giữ lại vùng lãnh thổ đã bị kiểm soát làm điều kiện đàm phán. Một số đồng minh của ông Trump đã vạch ra cách thức mà họ tin rằng có thể giải quyết cuộc xung đột. Tướng đã về hưu, Kurt Karolk, người vừa được ông Trump chọn làm đặc phái viên về vấn đề Ukraine, ủng hộ đóng băng cuộc xung đột và đình chỉ nỗ lực của Kiev để trở thành thành viên NATO. Ông Richard Grenell, cựu đại sứ của ông Trump tại Đức, cũng được cân nhắc làm cố vấn an ninh quốc gia, đã thúc giục tạo ra vùng tự trị như một phần của giải pháp giải quyết xung đột Ukraine. Trong những tháng gần đây, lực lượng Nga đã nhanh chóng giành được ưu thế trên tiền tuyến. Một số quan chức quân sự Ukraine đã cảnh báo rằng lực lượng Kiev đang trên bờ vực sụp đổ. Trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của mình, từ năm 2017 đến năm 2021, ông Donald Trump đã không ít lần chỉ trích Đức vì mức chi tiêu quốc phòng mà ông cho là quá thấp. Khi ông chuẩn bị trở lại Nhà Trắng, câu hỏi đặt ra là liệu Đức có tiếp tục trở thành mục tiêu chỉ trích của ông chủ thứ 47 của Nhà Trắng và nếu có, Berlin sẽ phản ứng ra sao trước áp lực này. Sự khó lường trong cách tiếp cận của ông Donald Trump khiến các chính trị gia Đức không khỏi lo lắng. Trong nhiệm kỳ đầu, ông Trump đã nhiều lần gọi Đức là kẻ hưởng lợi trong tổ chức hiệp ước bắc đại Tây Dương NATO, thậm chí đe dọa giúp quân đội Mỹ khỏi đây. Với ông Trump, NATO không chỉ là một liên minh chia sẻ giá trị mà là tổ chức dịch vụ nơi các thành viên phải trả tiền để được bảo vệ. Nếu ông Trump quay lại Nhà Trắng, khả năng cao ông sẽ tiếp tục gây áp lực buộc Đức duy trì mức chi tiêu quốc phòng tối thiểu 2% GDP, một tiêu chí mà Đức vừa mới đạt được lần đầu tiên trong năm nay nhờ quỹ đặc biệt trị giá 100 tỷ euro được thông qua sau khi Nga tiến hành hoạt động quân sự tại Ukraina. Tuy nhiên, quỹ này chỉ mang tính tạm thời và sẽ cạn kiệt trong vài năm tới. Khi đó, nếu ngân sách quốc phòng không được tăng đều đặn, Đức sẽ dễ dàng trở thành đích ngắm của ông Donald Trump. Với hơn 180.000 quân nhân nhưng thiếu trang thiết bị hiện đại, quân đội Đức hiện phụ thuộc nhiều vào sự hỗ trợ từ NATO. Trong đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đức Boris Pistorius đã kêu gọi các nước châu Âu như Pháp, Anh, Ba Lan và Italia hợp tác để củng cố khả năng phòng thủ chung, tránh phụ thuộc hoàn toàn vào Mỹ. Tuy nhiên, xây dựng một NATO châu Âu không phải chuyện dễ dàng. Ngân sách quốc phòng Đức dù tăng đáng kể vẫn chưa đủ để đáp ứng các yêu cầu hiện đại hóa. Việc duy trì mức chi tiêu 2% GDP đòi hỏi Berlin phải đưa ra các quyết định chính trị khó khăn, nhất là trong bối cảnh khủng hoảng chính trị hiện nay và cuộc bầu cử sớm vào tháng 2 năm 2024. Một yếu tố khác khiến châu Âu, đặc biệt là Đức lo lắng, là thái độ của ông Donald Trump đối với Ukraine. Trong chiến dịch tranh cử, ông Trump không ngần ngại tuyên bố sẽ cắt giảm viện trợ quân sự cho Kiev và kết thúc chiến tranh Ukraine trong 24 giờ. Tuyên bố làm dấy lên lo ngại về khả năng ông Trump sẽ thỏa thuận với Tổng thống Nga Vladimir Putin mà không tham vấn châu Âu. Nếu Mỹ giảm viện trợ, Đức và các nước châu Âu sẽ đối mặt với áp lực lớn trong việc bù đắp khoảng trống này. Tuy nhiên, theo chuyên gia an ninh Ulrich Frank, vấn đề không chỉ nằm ở tiền bạc mà còn ở việc thiếu vũ khí và năng lực sản xuất. Ông Frank nhấn mạnh, châu Âu đã làm cạn kiệt kho vũ khí của mình trong 2 năm qua mà chưa kịp tái sản xuất đủ Điều đáng ngại hơn là ông Trump có thể khiến NATO suy yếu bằng cách hạ thấp cam kết bảo vệ các thành viên. Điều này sẽ làm lung lay niềm tin vào liên minh quân sự lớn nhất thế giới, tạo cơ hội cho Nga khai thác bất đồng nội bộ trong NATO. Đối mặt với khả năng một ông Trump khó đoán quay lại quyền lực, Đức cần chủ động hơn trong việc củng cố vị thế quân sự và ngoại giao. Thứ nhất, Berlin phải cam kết lâu dài với mức chi tiêu quốc phòng 2% GDP thay vì phụ thuộc vào các quỹ đặc biệt. Thứ hai, Đức cần tích cực tham gia xây dựng một chiến lược quốc phòng chung của châu Âu tạo sự cân bằng với vai trò của Mỹ trong NATO. Cuối cùng, các nước lớn ở châu Âu, bao gồm Đức, phải chủ động thảo luận với Ukraine và các đồng minh NATO để đưa ra các điều kiện khả thi cho hòa bình tại Ukraine trước khi ông Donald Trump có thể đưa ra một thỏa thuận không phù hợp với lợi ích của khu vực. Lực lượng không gian Mỹ SF mới thành lập được 5 năm đang đẩy nhanh các nỗ lực để đối phó với các thách thức đang trở thành ưu tiên hàng đầu của lực lượng này Mối đe dọa từ vũ khí chống vệ tinh ASAT của các đối thủ nước ngoài Lực lượng này hiện đang xây dựng kiến trúc phòng thủ không gian Để giúp hiện đại hóa mạng giám sát không gian SSN Có thể giám sát các vật thể và mối đe dọa tiềm tàng trong không gian Động thái này diễn ra khi quân đội đang phải vật lộn Để thu hẹp khoảng cách trong nhận thức về lĩnh vực không gian Các quan chức từ SF cũng đang triển khai nhiều cách để cải thiện khả năng phát hiện và phòng thủ Bao gồm việc phóng hàng trăm vệ tinh quân sự và quỹ đạo trái đất thấp đây là một phần trong nỗ lực chuẩn bị cho lực lượng không gian vào năm 2026 cho một môi trường cạnh tranh hơn trên trái đất. Hoa Kỳ đã cảnh báo rằng Moscow thậm chí còn đang phát triển một ASAT hạt nhân. Ông Charles Gunbreth, nghiên cứu viên cao cấp về không gian tại Viện Nghiên cứu Hàng không Vũ trụ Mitchell cho biết, người dân Mỹ nên hiểu được những gì đang bị đe dọa nếu Mỹ tham gia vào một cuộc xung đột trên không gian. Các chuyên gia cảnh báo rằng các mối đe dọa từ không gian cực kỳ đáng lo ngại vì chúng có thể phá hủy cơ sở hạ tầng truyền thông và GPS, đe dọa các hệ thống du lịch, ngân hàng và nhiều dịch vụ khác mà mọi người sử dụng hàng ngày trên khắp thế giới. Hiện SF đang thúc đẩy kết nối vệ tinh thương mại với các hệ thống chính phủ để tận dụng chung cho mục đích quân sự khi cần thiết. Đồng thời, cơ quan phát triển không gian của SF đang triển khai hàng trăm vệ tinh nhỏ, giá rẻ ở quỹ đạo thấp để thay thế các vệ tinh lớn đắt tiền dễ bị tấn công ở quỹ đạo cao. SF cũng đang phát triển hệ thống radar tiên tiến không gian sâu DARC để theo dõi không gian sâu với ba địa điểm dự kiến triển khai vào cuối thập kỷ này, bắt đầu tại Tây Australia. Ông Patrick Binning từ John Hopkins nhấn mạnh rằng nhận thức về không gian là yếu tố quan trọng trong phòng thủ, bởi nếu không biết đối thủ đang hoạt động ở đâu, chúng ta không thể tự vệ. Ngoài ra, lực lượng phòng thủ không gian SF thừa nhận cần có khả năng chống lại các mối đe dọa trên quỹ đạo, đặc biệt là vũ khí ASAT đã được phát triển tới Mỹ, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc. Mỹ cảnh báo về sự phát triển của ASAT, hạt nhân chiến thuật từ Nga. Các chuyên gia khuyến nghị ngoại giao để ngăn chặn mối đe dọa này, nhưng Nga đã phản đối hành động của Liên hợp quốc. Hiện nay, vệ tinh có khả năng cơ động hạn chế và không có hệ thống phòng thủ chống ASAT. Một số ý tưởng được đề xuất như trang bị tia laser cho vệ tinh để tiêu diệt mối đe dọa hoặc tăng lực đẩy để tránh tấn công. Tuy nhiên, lực lượng phòng thủ không gian SF đang gặp khó khăn về ngân sách khi các quan chức chưa duyệt mức ngân sách trên 30 tỷ đô la Mỹ. Theo Mark Lintock, từ RAND để nâng cao năng lực phòng thủ không gian, ngân sách cần phải tăng, nhưng điều này không thể thực hiện nhanh chóng. Theo một nguồn tin cho biết, Tập đoàn Công nghệ Quốc phòng và An ninh Phần Lan, Shama Defense, sẽ xây dựng một nhà máy sản xuất phương tiện bay không người lái UAV tại Phần Lan với sự hợp tác của các đối tác Ukraine. Theo tập đoàn trên, mục tiêu của nhà máy là nhanh chóng nâng cao năng lực sản xuất UAV được triển khai trong các hoạt động quân sự tại Ukraine cũng như giới thiệu việc sản xuất UAV quy mô lớn tại Phần Lan và trên khắp châu Âu. Việc sản xuất quy mô lớn UAV của nhà máy này dự kiến sẽ bắt đầu vào nửa cuối năm 2025. Ông Jussi Holopainen, Tổng Giám đốc điều hành của Summa Defense, nhấn mạnh nhu cầu UAV hiện nay là rất cao. Theo ông, các UAV từ nhà máy này sẽ được chuyển giao không chỉ cho Ukraine, mà còn cho các nước trong Liên minh châu Âu, EU, cũng như các quốc gia khác là thành viên tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, NATO. Ông Holopainen cho rằng, UAV sẽ trở thành một phần của xã hội, đóng vai trò quan trọng trong các lĩnh vực dân sự, quốc phòng và an ninh. Các doanh nghiệp Ukraine hợp tác với Suma Defense gồm COT, S-System, SkySys và MPS Development. Hồi tháng 4 năm nay, Phần Lan và Ukraine đã ký thỏa thuận an ninh 10 năm. Thỏa thuận bao gồm nhiều hợp tác về an ninh giữa hai nước. Đồng thời, Phần Lan sẽ cung cấp hỗ trợ quốc phòng và an ninh cho Kiev chống lại Nga, cũng như hỗ trợ về chính trị, cải cách và tái thiết đất nước. Văn phòng Tổng thống Phần Lan khi đó cho biết, các cam kết là sự hỗ trợ toàn diện để Ukraine tăng cường quyền tự vệ trong cuộc xung đột hiện tại với Nga cũng như ngăn chặn rủi ro an ninh từ các nước láng giềng trong tương lai. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ca ngợi thỏa thuận là minh chứng Phần Lan sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột chống Nga. Văn phòng của tổng thống Zelensky cũng cho hay, Phần Lan đang chuẩn bị kế hoạch hỗ trợ Ukraine trong 4 năm với gói ngân sách phát triển và phục hồi đất nước trị giá khoảng 312 triệu đô la Mỹ. Phần Lan, quốc gia có chung đường biên giới dài 1340 km với Nga đã thay đổi lập trường không liên minh quân sự trong nhiều thập kỷ để gia nhập NATO. Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Sergei Shugu khuyên các nước phương Tây nên nghiên cứu học thuyết hạt nhân mới của Nga một cách cẩn thận. Ông nhấn mạnh rằng học thuyết này quy định việc sử dụng kho vũ khí của Moscow để bảo vệ các đồng minh Á-Âu. Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phê duyệt bản cập nhật của học thuyết hạt nhân, trong đó nêu rõ các trường hợp có thể buộc Nga phải triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật. Trả lời báo giới, Ông Sergei Shoigu cho biết, chiếc ô hạt nhân của Nga đã mở rộng đến các đồng minh chủ chốt của nước này từ trước khi học thuyết hạt nhân được cập nhật. Các đồng minh bao gồm thành viên của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể CSTO. Ông Shoigu cho biết, bản cập nhật của học thuyết có một điều khoản rõ ràng mà tôi tin là khá quan trọng liên quan đến Belarus. Điều khoản này quyết định Belarus được hưởng mức độ bảo vệ tương đương Nga trong trường hợp bị tấn công bằng vũ khí thông thường. Ông Shoigu nói thêm, học thuyết hạt nhân rõ ràng, dễ hiểu và minh bạch. Chúng tôi kêu gọi các đồng nghiệp phương Tây hãy đọc nó một cách bình tĩnh thay vì chọn lọc một số phần hoặc bịa ra những điều không có trong đó. Những thay đổi mới nhất về quan điểm hạt nhân của Nga được công bố vào tháng 9 trong bối cảnh gia tăng căng thẳng với phương Tây về cuộc xung đột Ukraine. Theo dữ liệu từ Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ FAS, Nga hiện sở hữu khoảng 5.580 đầu đạn hạt nhân chiến thuật, chiếm 47% kho dự trữ toàn cầu. Trong số đó, khoảng 1.710 đầu đạn được triển khai, nhiều hơn so với con số 1.670 của Mỹ. Cả hai quốc gia này đều có sức mạnh hạt nhân cần thiết để tấn công lẫn nhau nhiều lần và có nhiều đầu đạn hơn đáng kể so với bảy quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân chiến thuật khác trên thế giới. Trong số các loại vũ khí được triển khai của Nga, ước tính có 870 tên lửa đạn đạo trên đất liền, 640 tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm và khoảng 200 tên lửa ở các căn cứ máy bay ném bom hạng nặng. FAS cho biết không có dấu hiệu nào cho thấy Nga đang mở rộng đáng kể kho vũ khí hạt nhân chiến thuật của mình, nhưng họ cảnh báo về khả năng gia tăng trong tương lai khi nước này thay thế tên lửa đầu đạn đơn bằng loại có khả năng mang nhiều đầu đạn trên bình diện thế giới quy mô kho vũ khí hạt nhân chiến thuật toàn cầu đã giảm nhanh chóng trong bối cảnh hòa hoãn sau chiến tranh lạnh tuy nhiên fis cảnh báo rằng trong khi tổng số vẫn đang giảm đầu đạn hoạt động lại đang tăng trở lại nhiều quốc gia cũng đang nâng cấp tên lửa của họ để triển khai được nhiều đầu đạn cùng lúc ông hans christensen giám đốc dự án thông tin hạt nhân tại fis cho biết ở hầu hết các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân chiến thuật đều có kế hoạch hoặc động thái đáng kể nhằm tăng cường lực lượng hạt nhân của họ. Hãng thông tấn Kyodo của Nhật Bản cách đây ít lâu đưa tin cho biết Washington có kế hoạch triển khai các đơn vị tên lửa đến quần đảo Nansei thuộc các tỉnh Kagoshima và Okinawa ở phía Tây Nam Nhật Bản và đến Philippines. Theo đó Nga mới đây đã cảnh báo nếu Mỹ triển khai tên lửa ở Nhật Bản, điều này sẽ đe dọa an ninh Nga và buộc Moscow phải đáp trả. Trong đó không loại trừ biện pháp răn đe hạt nhân chiến thuật. Cụ thể, người phát ngôn Bộ ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết: "Chúng tôi đã nhiều lần cảnh báo Nhật Bản rằng nếu tên lửa tầm trung của Mỹ xuất hiện trên lãnh thổ của họ, điều này sẽ gây ra mối đe dọa thực sự cho an ninh của đất nước chúng tôi và chúng tôi sẽ buộc phải thực hiện các biện pháp cần thiết, các bước thích hợp để tăng cường khả năng phòng thủ." Bà lưu ý thêm: "Nhật Bản có thể hiểu rõ những biện pháp này bằng cách nghiên cứu các nguyên tắc chính sách răn đe hạt nhân chiến thuật mới của Nga." Trước đó, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryakov cho biết, Moscow sẽ cân nhắc triển khai tên lửa tầm ngắn và tầm trung ở châu Á nếu Mỹ triển khai những tên lửa như vậy đến lục địa này. Và khi được hỏi về tuyên bố của ông Ryakov, bà Zakharova từ chối tiết lộ chi tiết nơi Nga có thể bố trí những vũ khí như vậy. Nhưng bà lưu ý rằng một nửa lãnh thổ Nga nằm ở châu Á. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cũng cho biết, Moscow đã gửi một tín hiệu rõ ràng tới Mỹ và các vệ tinh của nước này rằng Nga sẽ phản ứng quyết liệt, đối xứng với việc bố trí các tên lửa tầm trung và tầm ngắn trên đất liền ở nhiều nơi trên thế giới. Bà cảnh báo, phương Tây không nên nghi ngờ về tiềm năng của Nga sau khi nước này phóng một tên lửa tầm trung siêu thanh mới mang tên Oresnik vào một mục tiêu ở Ukraine hồi tuần trước. Được biết, Moscow lần đầu tiên sử dụng tên lửa Oresnik trong điều kiện thực chiến sau khi Mỹ cho phép Ukraine dùng tên lửa chiến thuật MS do Washington cung cấp để tấn công vào sâu lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, Reuters dẫn đánh giá của giới tình báo Mỹ cho rằng, việc phương Tây dỡ bỏ hạn chế vũ khí tầm xa với Ukraine sẽ không dẫn đến nguy cơ phức tạp hóa tình hình. Nguồn tin này nhận định, mọi đánh giá đều thống nhất rằng việc sử dụng tên lửa Artam MS không làm thay đổi tính toán của Nga. Theo giới tình báo Mỹ, thay vì căng thẳng hạt nhân chiến thuật, Nga sẽ tìm cách đắt trả tương xứng với những gì họ cho là hành động làm tình hình khó giải quyết hơn từ phía Mỹ. Ví dụ, Moscow có thể mở rộng chiến dịch tấn công các mục tiêu ở châu Âu, gia tăng áp lực lên phương Tây về việc ủng hộ Ukraine. Dư luận phương Tây lo lắng thực sự về nguy cơ xung đột hạt nhân với Nga. Tính từ đầu tháng 11 năm 2024 đến nay, lo ngại của toàn thế giới về nguy cơ nổ ra chiến tranh hạt nhân chiến thuật đã dâng cao lên cấp độ chưa từng thấy kể từ sau chiến tranh lạnh. Vào giữa tháng 11, chính quyền Tổng thống Mỹ Biden đã đồng ý gỡ rào tên lửa tầm xa Atac MS cho Ukraine. Nước Anh làm điều tương tự với tên lửa Storm Shadow. Ngay sau đó, Ukraine đã sử dụng cả Atac MS và Storm Shadow để tập kích vào sâu trong lãnh thổ Nga. Phản ứng của ông Putin sau đó là sử dụng các học thuyết, tên lửa và truyền thông để gửi đi thông điệp về nỗi tức giận của ông trước các động thái của Mỹ trợ giúp cho Ukraine. Nga dường như đang cố gắng tạo lập sức ép lên chính quyền Mỹ, Anh và các nước phương Tây khác thông qua nỗi sợ hãi trong công chúng các nước này. Nhiều người ở phương Tây đã lo lắng thực sự. Truyền thông tại các nước này ngập tràn tin tức về đòn tấn công hạt nhân chiến thuật và hình ảnh tên lửa đạn đạo liên lục địa ICBM. Tuy nhiên, nguy cơ xung đột hạt nhân chiến thuật trên thực tế có lẽ không cao đến mức như vậy vì một số nguyên nhân nhất định. Những lời cảnh báo của Tổng thống Putin cũng như việc Nga phóng thử một loại tên lửa đạn đạo siêu vượt âm xuống lãnh thổ Ukraine không nhất thiết làm gia tăng căng thẳng, căng thẳng đến mức vũ khí hạt nhân được kích hoạt. Trái lại, đây hoàn toàn có thể là dấu hiệu cho thấy các bên đang kiềm chế kịch bản sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật. Việc nhà trắng mới đây bất ngờ đảo ngược lệnh cấm đối với cách Kyiv sử dụng tên lửa tầm xa của Mỹ cho thấy họ khá tự tin rằng Nga sẽ không đáp trả bằng đòn tấn công hạt nhân chiến thuật nhằm vào Ukraine và bất cứ nước NATO nào. Còn có một yếu tố nữa khiến chính quyền Mỹ tự tin, đó là bản chất nguy hiểm thực sự của chiến tranh hạt nhân chiến thuật mà cả Mỹ và Nga đều ý thức rõ. Hai nước đều có những động lực mạnh để liên lạc chặt chẽ và danh mạch với nhau, ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn để bảo đảm an toàn, an ninh hạt nhân. Ngay từ đầu xung đột Ukraine, Washington đã nói rõ với Moscow về hậu quả nặng nề mà họ sẽ phải đối mặt nếu lựa chọn sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật. Các chi tiết về thảm kịch dự kiến này vẫn đang nằm trong vòng bí mật nhưng chính quyền Tổng thống Mỹ Biden đã công khai cảnh báo hồi năm 2022 về hậu quả thảm khốc đối với Nga nếu bất cứ dạng vũ khí hạt nhân chiến thuật nào được Nga kích hoạt. Và cách tiếp cận này của Mỹ có vẻ đã phát huy tác dụng. Nhu cầu tránh nguy cơ hiểu lầm gây hậu quả chết người đã lý giải vì sao Nga lại thông báo trước cho Mỹ về đòn tập kích bằng tên lửa đạn đạo Oresnik, cũng như nói rõ cho Mỹ rằng tên lửa này không mang đầu đạn hạt nhân. Cả hai nước Mỹ và Nga muốn có sự liên lạc và đối thoại minh bạch về mọi tình huống liên quan như việc phóng tên lửa siêu vượt âm, vì họ cùng hiểu rằng bất cứ sự hiểu lầm nào cũng có thể nhanh chóng dẫn tới gia tăng căng thẳng, thậm chí có thể kích hoạt một cuộc xung đột hạt nhân chiến thuật ngoài ý muốn. Năm nguồn tin gần gũi với tình báo Mỹ gồm hai quan chức cấp cao, một nghị sĩ và hai trợ lý nghị sĩ, mới đây cũng chia sẻ rằng, sau vụ gỡ rào Atac MS, nguy cơ Nga tấn công hạt nhân chiến thuật không thực sự tăng. Một loạt đánh giá tình báo trong 7 tháng qua cũng kết luận rằng, ít khả năng có phát triển thành xung đột hạt nhân chiến thuật do tác động từ việc Mỹ nới lỏng sử dụng tên lửa Atak MS cho Ukraine. Tuy nhiên, các nguồn tin này xác nhận rằng, thay vào đó, Nga có thể mở rộng một chiến dịch ngầm nhằm vào các mục tiêu châu Âu để gia tăng áp lực lên phương Tây, ngăn cản họ hỗ trợ Ukraine. Cuộc đấu ngầm của Nga mà phương Tây đề cập ở đây là những hoạt động phá hoại ngầm và tấn công mạng trong khuôn khổ một cuộc đấu tranh tổng hợp do Nga tiến hành để đối phó với sự hậu thuẫn của phương Tây dành cho Ukraine. Thời gian qua, Nga đã tiến hành nhiều đợt không kích nhằm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, nhất là trong bối cảnh phía Nga đang tiếp tục áp sát tiền tuyến phía đông. Động thái này được đánh giá là một phần trong chiến thuật tấn công của Moscow khi Ukraine đang đối mặt với thảm họa mùa đông khắc nghiệt nhất kể từ khi chiến sự nổ ra cách đây gần 3 năm. Giám đốc điều hành nhà cung cấp năng lượng Yasno, ông Sergei Kovalenko nói rằng có tình trạng mất điện khẩn cấp trên khắp cả nước do kẻ thù tấn công ngành năng lượng của chúng tôi không có hồi kết. Tránh văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Andriy Yermak đã cáo buộc Nga sử dụng chiến thuật đẩy người dân Ukraine vào cảnh không ánh sáng và không sở âm giữa mùa đông khắc nghiệt. Trong bài viết trên Telegram, ông nói rằng họ tích chữ tên lửa để nhắm vào cơ sở hạ tầng của Ukraine tiến hành chiến tranh chống lại dân thường trong mùa đông. Theo hãng tin AFP, các đợt tấn công bằng tên lửa và UAV của Nga đã diễn ra liên tục từ dạng sáng ngày 28 tháng 11, gây ra tình trạng mất điện, ảnh hưởng tới hơn 1 triệu người dân, ngay cả tại khu vực Lviv cách xa tiền tuyến. Ông Maxim Kozitsky, lãnh đạo khu vực Lviv cho biết, hiện có 523.000 người dân tại khu vực không có điện. Ngoài Lviv, các khu vực khác như Rivne và Volyn nằm ở phía tây Ukraine và giáp biên giới với Ba Lan cũng ghi nhận tình trạng mất điện diện rộng, ảnh hưởng lần lượt tới 280.000 người và 215.000 người. Bên cạnh đó, các thành phố lớn như Kiev, Kharkov và cảng Odessa cũng trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công. Bộ Năng lượng Ukraine cho biết đây là đợt tấn công thứ 11 của Nga và hạ tầng năng lượng dân sự trong năm nay. Bộ trưởng Bộ Năng lượng Ukraine German Galushchenko cho biết Nga đang tấn công dữ dội vào các cơ sở hạ tầng năng lượng khi nhiệt độ nhiều nơi giảm xuống mức đóng băng. Trong khi đó, các kỹ sư nước này đang cố gắng khôi phục điện tại những khu vực an toàn, nhưng tình hình vẫn rất nghiêm trọng. Trong khi đó, tại nhiều thành phố của Ukraine, mùa đông đến kéo theo nhiệt độ xuống thấp dưới 0 độ C. Bên cạnh các đợt không kích vào sâu trong lãnh thổ Ukraine, giao tranh cũng gia tăng ở khu vực tiền tuyến phía đông nước này. Gần đây, việc Kiev đã sử dụng tên lửa Atak MS do Mỹ cung cấp để tấn công vào lãnh thổ Nga cũng đã dẫn đến sự đáp trả mạnh mẽ từ Moscow, bao gồm việc phóng tên lửa siêu vật âm vào thành phố Dnipro. Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo có thể sử dụng vũ khí này chống lại phương Tây nếu cần thiết. Dù phía Ukraine đang nỗ lực ứng phó, nhưng tình hình xung đột và khủng hoảng năng lượng vẫn diễn biến phức tạp. Nga tiếp tục sử dụng các cuộc tấn công kết hợp giữa tên lửa và UAV để gia tăng áp lực, đặc biệt trong bối cảnh mùa đông đang ngày càng khắc nghiệt. Liên minh châu Âu EU xác nhận sẽ cung cấp cho Ukraine 18,1 tỷ euro, tương đương với 19 tỷ đô la Mỹ, trong khuôn khổ một khoản vay lớn hơn từ nhóm các nước công nghiệp phát triển G7, dựa trên lợi nhuận thu được từ các tài sản bị phong tỏa của Nga. Tháng trước, nhóm G7 đã hoàn tất thỏa thuận cho Ukraine vay 50 tỷ đô la Mỹ để giúp nước này duy trì hoạt động quân sự. Mỹ cam kết cung cấp 20 tỷ đô la Mỹ trong số này, trong khi Anh, Canada và Nhật Bản cũng đồng ý đóng góp. Cam kết trên được đưa ra vào thời điểm then chốt đối với Ukraine khi xuất hiện nhiều hoài nghi về sự hỗ trợ của Mỹ khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền. EU ban đầu cho biết sẵn sàng cấp khoản vay tới 38 tỷ đô la Mỹ trước khi các đối tác G7 công bố phần đóng góp của họ. Trên mạng xã hội X, quan chức cấp cao của EU Vandis Dombrovskis nhấn mạnh ông đã ký biên bản ghi nhớ với Kiev về khoản vay 18,1 tỷ euro để giúp Ukraine trang trải các nhu cầu cấp bách. Trong khi đó, Thủ tướng Ukraine Denis Megan hoan nghênh điều mà ông gọi là bước đi táo bạo của EU. Kể từ khi Moscow phát động kế hoạch quân sự tại Ukraine năm 2022, EU đã phong tỏa khoảng 235 tỷ đô la Mỹ tiền của Ngân hàng Trung ương Nga chiếm phần lớn trong số tài sản của nga bị phong tỏa trên toàn cầu. Tổ chức Euroclear có trụ sở tại bỉ nắm giữ 90% số tài sản này. Quản cho vay mới của eu bổ sung vào khoảng 120 tỷ euro mà khối này và các quốc gia thành viên đã cung cấp cho ukraine kể từ khi xung đột nga ukraine nổ ra. Song song với diễn biến trên, DTEC, công ty năng lượng tư nhân lớn nhất của ukraine cho biết sẽ nhận được gần 107 triệu euro tương đương 112,3 triệu đô la mỹ từ Ủy ban châu Âu EC và Mỹ để khôi phục các cơ sở hạ tầng điện bị hư hại của nước này. Trong thông báo, công ty cho biết do ảnh hưởng của xung đột, Ditec đã mất 90% công suất các nhà máy điện. Vì vậy, khoản tài trợ 62,8 triệu euro, tương đương 65,84 triệu đô la Mỹ của EC sẽ giúp công ty có thể trang trải cho việc mua sắm trang thiết bị và vật liệu xây dựng để khôi phục công suất phát điện ở mức 1,8 GW, đồng thời bảo vệ trang thiết bị nhà máy điện trước các điều kiện thời tiết khắc nghiệt như tuyết, mưa và nhiệt độ dưới không độ. Trong khi đó, Mỹ sẽ cung cấp 46,1 triệu đô la Mỹ để mua các hệ thống điều khiển và hàng chục máy biến áp mới, vốn đóng vai trò quan trọng đối với nguồn cung cấp năng lượng. Nhờ sự hỗ trợ nói trên, công ty có thể đảm bảo nguồn cung cấp năng lượng ổn định và đáng tin cậy cho hơn 2 triệu người dân Ukraine trong bối cảnh mùa đông đang đến gần. Trước khi xảy ra xung đột ở Ukraine, Ditech cung cấp khoảng 1 phần tư sản lượng điện của nước này. Báo Politico dẫn một tài liệu cho biết, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bí mật yêu cầu quốc hội nước này giải ngân thêm 24 tỷ đô la Mỹ viện trợ cho Ukraine. Chính quyền của ông Biden muốn số tiền này được bổ sung vào nguồn tài trợ của Mỹ, mà các nhà lập pháp nước này dự kiến sẽ thông qua vào tháng 12 tới. Hai quan chức quốc hội Mỹ đã xác nhận thông tin với tờ báo, đồng thời cho biết thêm yêu cầu đã được tiếp nhận hôm 25 tháng 11. Trong số 24 tỷ đô la Mỹ này, 2 phần 3, tương đương với 16 tỷ đô la Mỹ, được cho là sẽ dùng để bổ sung kho vũ khí Mỹ sẽ chuyển giao cho Ukraine, trong khi phần còn lại dành cho sáng kiến hỗ trợ an ninh cho nước này. Trước thông tin trên, hãng tin Sputnik cho hay, ông chủ trang mạng X, tỷ phú Elon Musk, đã chỉ trích đề xuất mới này và đánh giá gói viện trợ là không ổn. Đề xuất của ông Biden cũng vấp phải sự chỉ trích gay gắt từ một số đảng viên Cộng Hòa, trong đó Thượng nghị sĩ Miley của Utah cho rằng Tổng thống sắp mãn nhiệm của Mỹ đã lãng phí 4,7 tỷ đô la Mỹ tiền thuế của người dân bằng cách đơn phương xóa nợ cho Ukraine. Ông viết trên X, Quốc hội không được tặng ông Biden một món quà miễn phí để tiếp tục phá hoại các cuộc đàm phán hòa bình của người kế nhiệm Donald Trump. Yêu cầu của ông Biden được đưa ra trong bối cảnh còn nhiều bất ổn về tương lai chính sách của Mỹ đối với cuộc xung đột ở Ukraine sau khi Tổng thống đắc cử Donald Trump nhậm chức. Ông Trump đã nhiều lần chỉ trích các khoản viện trợ lớn của Mỹ dành cho Ukraine, cũng như hứa sẽ nhanh chóng chấm dứt xung đột ở quốc gia Đông Âu này. Những tuyên bố này làm dấy lên lo ngại từ Kiev và các đồng minh rằng Washington sẽ cắt giảm hoặc thậm chí ngừng viện trợ quân sự cho Ukraine. Hôm 26 tháng 11, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng tuyên bố chính quyền Tổng thống Biden sẽ đảm bảo Ukraine có tiền, đạn dược và lực lượng để chiến đấu hiệu quả vào năm 2025, hoặc đàm phán nhưng phải ở vị thế mạnh mẽ. Theo nhà ngoại giao Mỹ, Washington và các đồng minh sẽ tiếp tục nỗ lực trong những tuần tới để cung cấp đạn dược, huy động lực lượng, huấn luyện quân đội Ukraine và nhiều hoạt động khác. Trong khi Thượng nghị sĩ Cộng hòa Miley cho rằng điều này có thể ảnh hưởng đến nỗ lực của chính quyền sắp tới nhằm chấm dứt xung đột Nga-Ukraine thông qua đàm phán. Nhiệm kỳ của ông Biden sẽ kết thúc vào ngày 20 tháng 1 tới, chính quyền của ông đang nỗ lực giúp Ukraine cải thiện vị thế trước viễn cảnh Ukraine và Nga ngồi vào bàn đàm phán theo sáng kiến của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump. Trong tháng này, chủ nhân Nhà Trắng đã cho phép Ukraine sử dụng tên lửa chiến thuật Atak MS do Mỹ sản xuất để tấn công mục tiêu trong lãnh thổ Nga. Tại hội nghị nghị viện thường niên của NATO vừa kết thúc ở Montreal ở Canada, một nghị quyết đã được thông qua liên quan đến viện trợ quân sự cho Ukraine ngoài các tài liệu tham khảo tiêu chuẩn về hoạt động quân sự của nga nghị quyết bao gồm một điều khoản thúc giục các thành viên liên minh cung cấp cho lực lượng vũ trang ukraine mọi phương tiện cần thiết để phòng thủ trong đó có tên lửa hành trình tầm xa diễn biến này đã làm dấy lên suy đoán trong số các chính trị gia chuyên gia và blogger của ukraine với một số người giải thích đây là một con đường tiềm năng để cung cấp tên lửa hành trình tomahawk cho ukraine những tên lửa này nổi tiếng về độ chính xác và khả năng tầm xa có thể tấn công mục tiêu cách xa tới 1.600 km, tùy thuộc vào phiên bản. Viễn cảnh Ukraine có thể có tên lửa Tomahawk vẫn còn mang tính suy đoán, nhưng không thể bác bỏ hoàn toàn, đặc biệt là khi xét đến sự hỗ trợ quân sự ngày càng tăng của phương Tây. Nếu được cung cấp, Tomahawk sẽ đại diện cho sự gia tăng căng thẳng đáng kể trong cuộc xung đột. Những tên lửa này có thể cho phép Ukraine tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, nhắm vào cơ sở hạ tầng chiến lược, căn cứ quân sự và trung tâm chỉ huy. Khả năng này không chỉ mở rộng phạm vi hoạt động của Ukraine mà còn buộc Nga phải triển khai lại các hệ thống phòng không để bảo vệ các tài sản trước đây được coi là ngoài tầm với. Việc đưa Tomahawk vào kho vũ khí của Ukraine có thể thay đổi cơ bản động lực của cuộc xung đột. Độ chính xác của tên lửa cùng với khả năng phóng từ nhiều nền tảng khác nhau, bao gồm tàu ngầm, tàu và các hệ thống có khả năng trên mặt đất sẽ mang lại cho Ukraine sự linh hoạt chưa từng có cho các hoạt động tấn công. Nó cũng sẽ buộc Nga phải đánh giá lại thế trận phòng thủ của mình, làm tăng tính phức tạp trong kế hoạch chiến lược của mình. Mặc dù chưa có quyết định chính thức nào được đưa ra về việc cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine, nhưng chính cuộc thảo luận này đã nhấn mạnh bản chất đang phát triển của cuộc xung đột. Nó cũng làm nổi bật sự sẵn sàng ngày càng tăng của phương Tây trong việc trang bị cho Ukraine các loại vũ khí tiên tiến và có tác động chiến lược. Khả năng này vẫn đang được cân nhắc kỹ lưỡng khi Ukraine tiếp tục khao khát có các vũ khí tầm xa để tấn công sâu vào lãnh thổ của đối phương. Trước đó, ông Yegor Chenev, Phó Chủ tịch về An ninh, Quốc phòng và Tình báo Quốc gia tại Verkh cơ quan lập pháp quốc gia Ukraine tiết lộ, Kiev có thể sẽ gửi yêu cầu đến Mỹ để Washington đồng ý cho Kiev sử dụng tên lửa Tomahawk tấn công vào các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga. Theo ông Chernyev, trong số 5 điểm chính của kế hoạch chiến thắng do Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky soạn thảo, ông Zelensky đề xuất các đồng minh phương Tây đặt một gói răn đe chiến lược phi hạt nhân toàn diện trên lãnh thổ Ukraine, đủ để bảo vệ Ukraine khỏi bất kỳ mối đe dọa quân sự nào từ Nga. Nội dung gói răn đe chiến lược phi hạt nhân toàn diện đề cập đến một số loại vũ khí tầm xa bao gồm tên lửa Tomahawk. Ông Chernyev cho biết, Kiev có thể bắt đầu hối thúc chính quyền Tổng thống Biden cho phép quân đội Ukraine sử dụng tên lửa hành trình Tomahawk để tấn công các nhà máy sản xuất vũ khí của Nga đặt tại những khu vực ngoài tầm bắn của các vũ khí nội địa Ukraine. Theo Giám đốc Cơ quan Tình báo Liên bang Đức Bruno Kahn, Nga có thể tiến hành một cuộc tấn công vào lãnh thổ NATO trong những năm tới nhưng đó không phải là một chiến dịch quy mô lớn nhằm vào các quốc gia châu âu mà chỉ là một chiến dịch giới hạn theo ông can liên bang nga đang chuẩn bị cho một cuộc xung đột với phương tây và đối đầu quân sự trở thành một lựa chọn khả thi đối với điện kremlin giám đốc cơ quan tình báo liên bang đức cho rằng các lực lượng quân sự của liên bang nga có thể đủ khả năng cả về nhân lực lẫn nguồn lực để tiến hành một cuộc tấn công vào phương tây vào cuối thập kỷ này tuy nhiên ông can tin rằng đó sẽ không phải là một chiến dịch xâm nhập quy mô lớn vào các quốc gia nato ở châu âu mà là một chiến dịch giới hạn chẳng hạn như đánh chiếm hòn đảo Svalbard của Na Uy ở Bắc Cực để dọn dẹp lãnh thổ hoặc nhằm vào các nước vùng Baltic với lý do bảo vệ các cộng đồng người Nga thiểu số. Người đứng đầu cơ quan tình báo Liên bang Đức tuyên bố rằng các chiến dịch này nhằm làm suy yếu cam kết an ninh tập thể của NATO theo điều năm của hiến trương NATO, quy định rằng bất cứ hành động tấn công hoặc đe dọa nào nhằm vào một trong các thành viên của NATO đều sẽ bị coi là nhằm vào toàn bộ liên minh và cho phép họ tiến hành biện pháp phòng vệ tập thể và cuối cùng là phá vỡ NATO. Theo đánh giá của Tỉnh báo Đức, trong giới lãnh đạo Liên bang Nga đang có những nghi ngờ về việc liệu nghĩa vụ hỗ trợ theo Điều năm của Hiến chương NATO trong các tình huống khẩn cấp có còn hiệu lực hay không. Ông Khan tin rằng nếu những quan điểm này được củng cố trong giới lãnh đạo Liên bang Nga, thì nguy cơ xảy ra xung đột quân sự trong những năm tới sẽ gia tăng. Ông nói thêm rằng Liên bang Nga sẽ cố gắng chia rẽ NATO trước khi một cuộc xung đột có thể xảy ra, chẳng hạn bằng cách tìm cách lôi kéo từng quốc gia thành viên về phía mình. Theo ông Khan, nhà lãnh đạo Liên bang Nga Vladimir Putin sẽ thử nghiệm các giới hạn đỏ của phương Tây và tiếp tục gia tăng căng thẳng. Theo nhận định của Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky, các mục tiêu tiếp theo của Moscow có thể là các quốc gia vùng Baltic, Ba Lan hoặc khu vực Ban Căng. Tình báo Estonia cũng cho rằng Liên bang Nga đang chuẩn bị cho một cuộc xung đột mới có thể xảy ra trong vòng 10 năm tới và không loại trừ khả năng xảy ra một cuộc xung đột trực tiếp với NATO. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đức, ông Boris Pistorius cũng nhận định rằng Liên bang Nga có thể tấn công NATO vào năm 2029. Trong khi đó, cựu cố vấn NATO, đồng thời là đại tá đã nghỉ hưu của Bộ Tổng tham mưu Thụy Sĩ, ông Jakob Boss cho biết, các nước phương Tây đã không chuẩn bị chu đáo cho lực lượng vũ trang Ukraina trong các hoạt động chiến đấu. Theo đại tá Jakob Boss, tổng thống Ukraina đã nhiều lần phàn nàn rằng quá trình huấn luyện của phương Tây mà quân đội Ukraina trải qua không đáp ứng được yêu cầu của cuộc xung đột hiện tại. Theo ông, đó là sai lầm chí mạng của phương Tây đối với Ukraina. Theo vị đại tá này, Quân đội phương Tây đã chiến đấu ở nhiều nơi trong 30 năm qua, trong đó có Afghanistan. Vấn đề là kinh nghiệm họ có được không áp dụng được cho cuộc xung đột ở châu Âu, bởi vì họ đã quen với một kiểu chiến đấu hoàn toàn khác, nơi mà kẻ thù thường không có công nghệ cao. Trong khi đó, Nga đã chuẩn bị đầy đủ cho loại xung đột này. Chính phủ Ukraine đang mở cuộc điều tra sau khi một số thông tin cho rằng quân đội của nước này đang chiến đấu trên tiền tuyến đã nhận được một lô đạn cối bị hỏng. Thông tin này ban đầu do ông Yuri Butusov, tổng biên tập của trang web tin tức nổi tiếng Sensor.net, tiết lộ. Hồi đầu tháng 11, ông Yuri Butusov cho biết, binh sĩ từ nhiều đơn vị khác nhau đã phàn nàn rằng nhiều quả đạn súng cối cỡ 120mm từ lâu hàng mới nhận không phát nổ hoặc không thể bay xa hơn 50m. Một số quả đạn pháo được cho là phát nổ ngay trong ống cối. Ngay sau thông tin trên, quân đội Ukraine đã ban hành lệnh thu hồi hàng chục nghìn quả đạn từ ít nhất 7 lữ đoàn chiến đấu đây là tin xấu với Ukraine khi họ đang cạn kiệt đạn dược để ngăn cản đà tiến nhanh kỷ lục của Nga trên tiền tuyến sau hơn 2 năm xung đột nổ ra. Trong khi nhà phân tích quân sự Ukraine Oleksandr Kochekov dẫn nguồn tin cho biết, cơ quan nhà nước chịu trách nhiệm về hầu hết hoạt động sản xuất chiến tranh, Bộ Công nghiệp Chiến lược cho đến nay chỉ mới chuyển giao 18% đạn cối 120mm theo hợp đồng đã được thanh toán. Tuy nhiên, 10% số đạn được chuyển giao đã bị quân đội từ chối vì chất lượng quá kém để sử dụng trong chiến đấu. Theo ông Kochetkov, đạn cối có chất lượng không đáng tin cậy, được sản xuất trong nước, đang làm suy yếu tinh thần của binh sĩ và lãng phí nguồn lực hậu cần khan hiếm. Khi quân đội phải vận chuyển những quả cối kém chất lượng đến binh sĩ, rồi sau đó phải trả lại chúng cho các cơ sở sản xuất. Trong thời gian qua, Ukraine đã nhiều lần tuyên bố sẽ tự lực cánh sinh để giảm phụ thuộc vào phương Tây. Tuy nhiên, đây là một tin xấu cho các nỗ lực của Kiev và có thể ảnh hưởng mạnh mẽ tới khả năng tấn công và phòng thủ của họ trong tương lai. Đài CGTN của Trung Quốc vừa qua đưa tin, quân đội Nga đã tiến vào trung tâm thành phố Kurakhov, có tầm quan trọng chiến thuật, nằm cách thành phố Donetsk 46 km. Cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận, vị thế của lực lượng vũ trang Ukraine tại Kurakhov đang rất khó khăn, kéo theo mối đe dọa gia tăng đối với Zaporizhia. Theo truyền thông Nga, việc giành được quyền kiểm soát Kurakhov sẽ mở rộng đáng kể không gian cơ động cho quân đội Nga tiến đánh các địa bàn ở Zaporizhia. Trước đó, chuyên gia quân sự Julian Rocker của tờ Bill, Đức, cập nhật về tình hình tại khu vực mặt trận Nam Donetsk thông qua một bài đăng trên trang cá nhân. Làm thế nào mà chỉ 10 binh sĩ Nga đã có thể phá vỡ tuyến phòng thủ của Ukraine ở trung tâm Kurakhov? Tôi thực sự không thể lý giải nổi điều này. Nếu các vị, tức Ukraine, không muốn quân đội của mình chiến đấu trực diện để bảo vệ thành phố chiến lược, thì đơn giản cứ đầu hàng hoặc thỏa thuận về việc đầu hàng. Theo tờ RG của Nga, những diễn tiến này là do các đơn vị tác chiến Ukraine đang rút chạy hàng loạt khỏi Kurakhov. Nguồn tin an ninh Nga cho hay, quân đội Ukraine đang gia tăng đáng kể các nỗ lực rút chạy khỏi Kurakhov. Tại một số điểm, tình trạng này đang diễn ra hàng loạt. Những lưu ý rằng hiện không còn lối thoát an toàn để lực lượng Ukraine rút khỏi Kurakhov nữa. Nguồn tin cho biết thêm, họ đang cố gắng trong tuyệt vọng để thoát ra ngoài dọc theo con đường duy nhất tiếp cận được nhưng lại bị lộ. Nguồn tin giấu tên cho biết, những dữ liệu được chúng tôi thu thập cho thấy phía đối phương đã cho lưu lực lượng của họ khỏi khu vực đô thị phát triển ở trung tâm Kurakhov, nơi có những tòa nhà cao tầng. Bình sĩ Ukraine đang chia thành nhiều nhóm nhỏ để di chuyển về nhà máy sản xuất ống thép, nơi họ thiết lập nhiều vị trí phòng thủ. Cũng theo nguồn tin này, phía Ukraine cũng đang cho rút một phần binh sĩ khỏi Kurakhov thông qua một con đường ở phía tây thành phố này. Hiện chỉ có một con đường duy nhất để từ Kurakhov rút chạy về phía tây, nhưng con đường này đang nằm dưới sự kiểm soát hỏa lực của pháo binh và máy bay không người lái UAV Nga. Do đó, các nhóm binh sĩ Ukraine rút chạy đã phải hứng chịu tổn thất. Đáng lưu ý, quan chức cấp cao của chính quyền khu vực Zaporizhia do Nga bổ nhiệm, Vladimir Rogov cho biết, bước tiến ở Kurakhov đã cho phép lực lượng Nga đột phá vào khu vực Velika Novosenka, nơi có một trung tâm chỉ huy và hậu cần lớn của quân đội Ukraine. Theo đại tá về hưu Nga, Anatoly Matvichuk, quân đội Nga đã đánh bật được lực lượng Ukraine ra khỏi Kurakhov nhờ chiến thuật bao vây sườn. Theo hãng tin Reuters, ngày 27 tháng 11, lực lượng Nga đang tiến vào Ukraine với tốc độ nhanh nhất kể từ khi bắt đầu kế hoạch quân sự. Họ đã giành quyền kiểm soát khu vực có diện tích bằng một nửa thủ đô London của Anh chỉ trong tháng qua. Bên cạnh đó, theo ước tính của kênh phân tích Deep State có mối liên hệ với quân đội Ukraine, lực lượng Nga đã giành quyền kiểm soát 600 km vuông lãnh thổ Ukraine trong tháng 11. Lực lượng tiến công của Nga chủ yếu tập trung ở Donetsk và đang tiến quân mạnh mẽ ở Kurakhov, cũng như về phía Pokrovsk. Theo các nhà phân tích, lực lượng Nga gia tăng bao vây các địa bàn sau đó tấn công dữ dội vào quân đội Ukraine bằng pháo binh và bom lượn. Vừa qua, Bộ Quốc phòng Nga công bố video của xe chiến đấu BMPT Terminator trong điều kiện chiến đấu theo hướng Kurakhov. Với sự trợ giúp của một UAV, các trinh sát Nga đã phát hiện ra một cứ điểm của lực lượng vũ trang Ukraine, AFU. Sau đó họ chuyển dữ liệu cho một đơn vị tấn công được tăng cường thêm hai xe tăng T-80BV. Khi thực hiện nhiệm vụ chiến đấu được giao, các xe tăng trên được xe chiến đấu Terminator BMPT hỗ trợ. Chỉ huy của xe chiến đấu có biển danh Kaluga cho biết, Terminator được trang bị hệ thống phát hiện mục tiêu. Khi phát hiện đối phương, hệ thống sẽ bắt đầu phát ra tín hiệu âm thanh, trong khi kíp lái bắn đạn khói để ngụy trang và hạ mục tiêu. Theo chỉ huy trên, hiện tại nhiệm vụ chính của kíp lái BMPT Terminator là tấn công loại bỏ bộ binh, đồn lũy và các đoàn xe yểm trợ của đối phương. Xe chiến đấu hỗ trợ xe tăng Terminator được chế tạo trên khung gầm của xe tăng T-72, có tháp pháo điều khiển từ xa. Vũ khí chính bao gồm hai pháo tự động 30 mm, tốc độ bắn 12 phát một giây và bốn ống phóng tên lửa dẫn đường chống tăng. Một số phiên bản có thêm một cặp súng phóng lựu tự động 30 mm với tầm bắn hiệu quả 2000 m. Pháo tự động có thể tấn công các mục tiêu trên không như UAV và các mục tiêu trên mặt đất. Tên lửa dẫn đường Atakat có tầm bắn 6000 m, bắn đạn chống tăng hoặc đạn nhiệt áp có sức công phá mạnh. Lớp giáp của BMPT được thiết kế để bảo vệ tối đa cho các hoạt động chiến đấu trong khu vực đô thị và chống lại vũ khí chống tăng như súng phóng lựu chống tăng RPG hoặc tên lửa chống tăng tầm ngắn có dẫn đường. Khả năng bảo vệ của BMPT vượt trội hơn so với nhiều xe tăng chiến đấu chủ lực khác do được trang bị lớp giáp toàn diện và mạnh mẽ. Nhờ động cơ diesel V92S2 lên tới 1.000 mã lực, BMPT Terminator có thể di chuyển với vận tốc 65 km h và phạm vi hoạt động đạt hơn 550 km. Kíp chiến đấu của xe có 5 người. Tuy vậy, xe cũng có một số hạn chế nhất định, chẳng hạn như trực tiếp sử dụng khu ngầm xe tăng chiến đấu chủ lực sử dụng động cơ phía sau nên nó không thể chở bộ binh tham chiến. Trên chiến trường, BMPT Terminator cũng cần được hộ tống bởi bộ binh hoặc xe bọc thép chở quân. Hãng tin RT dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các máy bay không người lái UAV trinh sát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại khu vực làng Yunakivka thuộc tỉnh Sumy đã phát hiện nơi tập kết của một số đại đội Ukraine. Sau đó, hai quả tên lửa được phía Nga nã vào vị trí quân đối phương. Theo thống kê sơ bộ, phía Ukraine tổn thất gần 50 binh sĩ và 12 phương tiện chiến đấu sau vụ tấn công. Theo thông tin từ trang quân sự Voenronika.ru, quân đội Nga đã sử dụng tên lửa đạn đạo Iskander trong vụ tập kích lần này. Được biết, vị trí làng Yunakivka ở tỉnh Sumy nằm cách biên giới Nga-Ukraine chưa đến 5 km về phía Tây. Hiện quân đội Ukraine chưa bình luận về đoạn video được Bộ Quốc phòng Nga công bố. Truyền thông Nga đã đăng video từ UAV chính sát đang theo dõi điểm tập kết của lữ đoàn số 27 Ukraine gần khu dân cư Yunakoka ở tỉnh Sumy, phát hiện nhiều xe cơ giới phân tán quanh các ngôi nhà trong khu vực. Chưa rõ đây là lữ đoàn độc lập số 27 thuộc Vệ binh Quốc gia Ukraine hay lữ đoàn pháo phản lực số 27, đơn vị sở hữu các tổ hợp HIMARS do Mỹ viện trợ và đặt trụ sở tại tỉnh Sumy. Một tên lửa Iskander M lao xuống giữa khu nhà và tạo ra vụ nổ lớn. Hình ảnh hiện trường cho thấy nhiều ngôi nhà bị san phẳng, trong khi mảnh văng và sóng xung kích từ đầu đạn Iskander M gây hư hại cho các công trình, phương tiện gần đó. Một đám cháy bùng phát sau đó gần điểm nổ của tên lửa nhưng chưa rõ nguyên nhân. Theo các quan chức quân sự Ukraine, lực lượng Nga có hai lợi thế đáng kể trên mặt trận. Thứ nhất, họ có ưu thế trên không. Tên lửa dẫn đường được máy bay ném bom Nga bắn ra liên tục ở Sumy và Kursk. Một lợi thế khác mà Nga đang nắm giữ là viễn thông. Các binh lính xác nhận rằng họ không thể sử dụng điện thoại di động vì không có vùng phủ sóng và họ chủ yếu liên lạc bằng bộ đàm. Một trở ngại nghiêm trọng khác đối với Ukraine là quân đội của họ không thể sử dụng kết nối vệ tinh Starlink trên lãnh thổ Nga, vốn không được kích hoạt để cung cấp tín hiệu trên lãnh thổ Nga. Hiện nay, những trở ngại đối với các mục tiêu của Tổng thống Zelensky là rất lớn, thậm chí còn lớn hơn sau chiến thắng của ông Donald Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Hãng tin Reuters dẫn phân tích của các chuyên gia và blogger chiến tranh cho biết, các lực lượng của Liên bang Nga đang tiến quân tại Ukraine với tốc độ nhanh nhất kể từ khi xung đột giữa hai nước bùng nổ ra. Theo Reuters, vào đầu năm 2022, các lực lượng của Liên bang Nga đã tiến quân nhiều khu vực của Ukraine trước khi bị đẩy lùi về phía đông và phía nam. Trong hai năm qua, đường chiến tuyến dài 1.000 km, phần lớn được giữ nguyên. Nhưng từ tháng 7, các lực lượng của Liên bang Nga bắt đầu đạt được những bước tiến nhỏ trên chiến trường. Hiện nay, một số quan chức Liên bang Nga và phương Tây cảnh báo xung đột Nga-Ukraine có thể đang ở giai đoạn nguy hiểm nhất khi Moscow được cho là sử dụng lực lượng của bên thứ ba tại Ukraine, còn Kiev được Mỹ, Anh và Pháp cho phép sử dụng tên lửa tầm xa do phương Tây cung cấp, bao gồm tên lửa chiến thuật lục quân Atakames do Mỹ chế tạo để tấn công vào bên trong lãnh thổ Liên bang Nga. Tuần trước, Liên bang Nga đã sử dụng tên lửa đạn đạo siêu vật âm tầm trung Oresnik để tấn công mục tiêu quân sự nằm ở thành phố Dnipro thuộc miền đông Ukraine, trong khi Kiev báo cáo rằng Nga đã thực hiện cuộc tấn công quy mô lớn nhất từ trước đến nay bằng thiết bị bay không người lái UAV vào lãnh thổ nước này vào hôm 26 tháng 11 với sự tham gia của 188 UAV gây ra thiệt hại nặng nề cho lưới điện ở thành phố Ternopil. Nhưng đáng chú ý hơn cả, như báo cáo của nhóm tin tức độc lập Agstvo của Liên bang Nga là Moscow đã lập kỷ lục mới hàng tuần và hàng tháng về diện tích lãnh thổ giành được tại Ukraine. Theo báo cáo của nhóm tin tức độc lập này, trong tuần qua quân đội Liên bang Nga đã giành được gần 235 km vuông diện tích lãnh thổ Ukraine đánh dấu một kỷ lục mới về diện tích kiểm soát được hàng tuần trong năm 2024. Còn trong tháng 11, theo dữ liệu từ Deep State, tổ chức chuyên nghiên cứu các hình ảnh chiến sự và cung cấp bản đồ chiến tuyến, các lực lượng của Liên bang Nga đã giành được tổng cộng 600 km vuông tại Ukraine. Gần đây nhất là vào ngày 26 tháng 11, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga báo cáo rằng các lực lượng của họ đã giành được thêm ngôi làng Kopanky ở khu vực Kharkov, một điểm nóng khác trong hoạt động quân sự của Liên bang Nga, phía bắc khu vực chiến sự chính ở Donetsk. Trong khi đó vào hôm 25 tháng 11, Lữ đoàn tấn công độc lập số 3 của Ukraine cho biết trên Telegram rằng họ đã đẩy lùi các lực lượng của Liên bang Nga ra khỏi ngôi làng này. Báo chí Ukraine cũng trích lời ông Nazar Volosin, phát ngôn viên của nhóm quân Khotysia xác nhận rằng các lực lượng của Kiev đã đẩy lùi một cuộc tấn công của Liên bang Nga vào trung tâm hậu cần Kupiansk, cũng thuộc khu vực Kharkov. Đây là lần thứ hai trong tháng này quân đội Ukraine báo cáo ngăn chặn thành công các cuộc tấn công tại Kupiansk. Theo ông Pasi Paronen, nhà phân tích quân sự thuộc nhóm Blackbird của Phần Lan. Trong tháng 11, các lực lượng của Liên bang Nga đã kiểm soát khoảng 667 km vuông, bao gồm một số khu vực giành được từ tháng 10, nhưng được ghi nhận muộn. Tổng thống Nga Vladimir Putin, người đã cho thay Bộ trưởng Bộ Quốc phòng vào tháng 5, nhiều lần tuyên bố rằng các lực lượng của Liên bang Nga đang tiến công hiệu quả hơn và Moscow sẽ đạt được tất cả các mục tiêu tại Ukraine, mặc dù ông không tiết lộ chi tiết các mục tiêu này. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhận định rằng Mục tiêu chính của nhà lãnh đạo Liên bang Nga là giành được vùng Donbass, bao gồm Donetsk và Lugansk, cũng như đẩy lực lượng Ukraine ra khỏi khu vực Kursk của Liên bang Nga. Theo một nguồn tin từ Bộ Tổng tham mưu Ukraine, hiện tại Ukraine vẫn giữ khoảng 800 km vuông trong số 1.376 km vuông ban đầu của Kursk và sẽ tiếp tục giữ vị trí này miễn là còn phù hợp về mặt quân sự. Reuters dẫn các nguồn tin tình báo mở cho biết, hiện nay các lực lượng của Liên bang Nga kiểm soát 18% diện tích lãnh thổ Ukraine, bao gồm toàn bộ bán đảo Crimea hơn 80% Donbass, hơn 70% các khu vực Zaporizhia và Kherson ở phía nam và gần 3% khu vực Đông Kharkov. Chuyển sang những vấn đề nóng đang diễn ra trên thế giới, chúng tôi xin được tiếp tục gửi đến quý vị những cập nhật mới nhất ngay sau đây. Trên tờ The New York Post vừa qua, ông Eric Trump, con trai thứ hai của Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump, cho biết ông Trump có một danh sách những việc cần làm ngay khi trở lại Nhà Trắng vào giữa tháng 1 năm 2025. Theo đó, khi được hỏi về ưu tiên hàng đầu trong danh sách những việc cần làm sau khi trở lại Nhà Trắng của cha mình, ông Eric nói, kết thúc các cuộc xung đột. Cụ thể, con trai thứ hai của ông Trump chia sẻ, hiện tại, các nhà lãnh đạo của chúng ta đang cho phép Ukraine bắn tên lửa vào trái tim của Nga, một cường quốc hạt nhân, và chúng ta đang trả giá cho điều đó. Có ai nghĩ đó là một ý tưởng hay không? Không, bố tôi muốn kết thúc các cuộc xung đột, Ông ấy sẽ kết thúc các cuộc xung đột, đó là ưu tiên hàng đầu trong ngày đầu tiên nhậm chức. Ông nói thêm, hòa bình là mục tiêu đầu tiên. Ngoài ra, tình trạng nhập cư sẽ bị ngăn chặn, các bức tường sẽ được xây dựng, luật pháp sẽ được thực thi, quân đội Mỹ sẽ được xây dựng lại và tiếp tục là lực lượng chiến đấu hùng mạnh nhất trên hành tinh. Đáng chú ý, ông Merrick còn cho biết tổng thống Mỹ đắc cử rất quan tâm tới vấn đề fentanyl. Ông nói, bố tôi bị ám ảnh với việc ngăn chặn fentanyl gây hại cho những đứa trẻ. Bố tôi liên tục nói về điều đó. Ông ấy và tôi biết rất nhiều người đã mất gia đình, mất con vì thứ ma túy khủng khiếp này. Chúng tôi tức giận, bố tôi cũng tức giận. Theo ông Eric, chủ đề của nhóm chuyển giao quyền lực là tốc độ và hiệu quả, cũng như nhắm tới một số vấn đề sống còn nhất của nước Mỹ. Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump sẽ nhậm chức vào ngày 20 tháng 1 năm 2025. Dù ông Eric không được bổ nhiệm chức vụ chính thức nào trong chính quyền mới của ông Trump, nhưng được cho là một cố vấn quan trọng. Được biết, Ông Eric Trump, sinh năm 1984, là người con chung thứ ba của ông Donald Trump và người vợ đầu là Ivanka Trump. Ông Eric tốt nghiệp chuyên ngành tài chính và quản lý nhân sự tại Đại học Georgetown. Ông Eric Trump cũng đã sớm tham gia hoạt động kinh doanh của gia đình. Hiện tại, ông vẫn đang nắm giữ chức phó chủ tịch điều hành của tổ chức Trump Organization. Ông Eric chuyên quản lý các dự án bất động sản của gia đình. Ngoài ra, ông Eric đã gắn bó với vợ mình là cô Lara Trump được 10 năm và có hai con chung. Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump và ông Peter Hegseth, người được ông chọn để lãnh đạo Bộ Quốc phòng Mỹ, đã cam kết sẽ cải tổ toàn diện quân đội Mỹ, làm dấy lên câu hỏi lâu năm góc sẽ thay đổi như thế nào trong 4 năm tới nếu ứng cử viên này được Thượng viện Mỹ phê chuẩn. Theo giới quan sát, có 5 lĩnh vực nhiều khả năng sẽ chịu tác động đáng kể từ kế hoạch của ông Trump và ứng cử viên Hegseth. Trước khi được đề cử làm người đứng đầu Bộ Quốc phòng Mỹ, ông Hegseth từng lên tiếng phản đối phụ nữ phục vụ trong các nhiệm vụ chiến đấu. Một trợ lý quốc hội Mỹ trả lời ABC News rằng về mặt lý thuyết, nhánh hành pháp được quyền đảo ngược và hủy bỏ quy định cho phép phụ nữ phục vụ trong các đơn vị chiến đấu. Bà Lori Manning, cựu giám đốc điều hành mạng lưới hành động vì phụ nữ ở Mỹ, cảnh báo nỗ lực thông qua đạo luật như vậy vẫn là thách thức lớn và điều đó cũng là chưa đủ để đảm bảo quyền chiến đấu của nữ quân nhân. Bà cho biết quân đội có thể phân lờ đạo luật, luôn có cách để lách luật. Ông Hexet cũng đề xuất sa thải hàng loạt từng lĩnh hàng đầu, trong đó nổi bật là Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, ông Chuck Brown. Ông cũng kêu gọi cách chức những chỉ huy trong chiến dịch rút quân hỗn loạn của quân đội Mỹ khỏi Afghanistan năm 2021 và những người góp phần xây dựng tối kiến về đa dạng, công bằng và hòa nhập, DEI. Vào năm 2016, lầu năm góc giữa thời Tổng thống Barack Obama đã gỡ bỏ các hạn chế với người chuyển giới phục vụ trong lực lượng vũ trang. Một năm sau, ông Trump tuyên bố rằng người chuyển giới sẽ không còn được phục vụ công khai trong quân đội do lo ngại về chi phí và khả năng sẵn sàng chiến đấu sau khi nhậm chức tháng 1 năm 2025, ông Trump có thể khôi phục lệnh cấm người chuyển giới trong quân đội thông qua sắc lệnh hành pháp gửi tới Bộ Quốc phòng. Sau khi tòa án tối cao Mỹ bác bỏ quyền phá thai năm 2022, Lầu Năm Góc đã xây dựng chính sách cho phép các nữ quân nhân đồn trú tại các bang cấm phá thai được tiếp cận thủ thuật này. Chính sách cung cấp thời gian nghỉ có lương, đài thọ chi phí đi lại đến bang khác để phá thai cùng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản liên quan. Ông Trump có khả năng hủy bỏ chính sách này do Tổng thống Mỹ có thẩm quyền quyết định các chính sách hành chính như nghỉ phép, đi lại và chăm sóc sức khỏe. Khôi phục tên các căn cứ đặt theo tên tướng Liên minh miền Nam cũng là một trong những thay đổi có thể diễn ra trong nhiệm kỳ thứ hai của ông Donald Trump. Ông Hexet được giới quốc phòng Mỹ đánh giá là người tương đối ngoài cuộc, không có kinh nghiệm về lầu năm góc hoặc chính phủ, ngoài thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự. Công chúng Mỹ chủ yếu biết đến ông Hexet với vai trò là người dẫn chương trình của Fox News, đồng thời là một người ủng hộ nhiệt thành của ông Trump và thường có các bình luận mạnh mẽ về cải cách quân đội kêu gọi hạn chế phụ nữ tham gia lực lượng chiến đấu. Các cuốn sách mà ông Hesset viết, trong đó có cuốn Cuộc chiến với các chiến binh, nhận được nhiều lời khen từ ông Donald Trump. Việc lựa chọn ông Hesset cho vị trí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ được đánh giá là thực sự khác biệt so với sự lựa chọn nhân sự trước đó của ông Trump liên quan đến các vấn đề an ninh quốc gia. Một số nghị sĩ khác cho rằng ông Hesset là ứng cử viên ít đủ điều kiện nhất cho chức vụ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng từ trước cho đến nay. Hơn nữa, ông Hesset còn đối mặt với cáo buộc tấn công tình dục phụ nữ vào năm 2017 điều mà ông đã bác bỏ và khẳng định là có sự đồng thuận. Tại Italia, các nhà ngoại giao hàng đầu từ nhóm G7 đã cố gắng thể hiện sự đoàn kết về xung đột Ukraine, đồng thời tranh luận về khác biệt liên quan đến Israel và chuẩn bị cho việc ông Trump trở lại nắm quyền. Trong đó, theo báo New York Times, các buổi thảo luận ở Italia đã bộc lộ nhiều khó khăn của các nước đồng minh trong việc giải quyết các vấn đề toàn cầu ngày càng đan xen đồng thời làm nổi bật những bất đồng ngày càng lớn giữa các quốc gia này. Một trong những điểm gây căng thẳng là chiến tranh tại Trung Đông. Quân đội Israel tiếp tục tấn công giải Gaza, trong khi các cuộc đàm phán ngừng bắn với Hezbollah tại Liban diễn ra chậm chạp. Tại cuộc họp báo ở phiếu ghi, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nhấn mạnh về vai trò của Mỹ trong việc thúc đẩy một thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah. Mỹ và Israel đã lên án mạnh mẽ lệnh truy nã của Tòa án Hình sự Quốc tế ICC đối với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và cựu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Israel Yoav Galan, với cáo buộc phạm tội ác chiến tranh. Mỹ và Israel không phải là thành viên ICC và khẳng định tòa án này không có thẩm quyền đối với Israel. Tuy nhiên, một số đồng minh trong G7 lại ủng hộ quyết định của ICC. Canada tuyên bố sẽ bắt giữ hai lãnh đạo Israel nếu họ đến lãnh thổ Canada, trong khi Đức và Italia có quan điểm không rõ ràng. Ông Joseph Borrell, đại diện cấp cao của EU, kêu gọi các nước thành viên tuân thủ phán quyết của ICC. G7 đã đưa ra tuyên bố chung với Israel nhấn mạnh nghĩa vụ tuân thủ luật nhân đạo quốc tế nhưng tránh đề cập trực tiếp đến động thái của ICC. Về Ukraine, G7 tuyên bố rõ ràng hơn. Chúng tôi tiếp tục ủng hộ toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền và độc lập của Ukraine. Tuy nhiên, các nhà ngoại giao nhận thức rõ ràng chính sách viện trợ Ukraine của Mỹ có thể thay đổi nếu ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng. Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã đe dọa cắt viện trợ và ông có thể làm như vậy khi nhậm chức vào năm sau để buộc Ukraine phải đàm phán với Nga. Trong khi ông Blinken thừa nhận, Ukraine có thể phải tiến hành các cuộc đàm phán trong tương lai gần. Song song với đó, người phát ngôn điện Kremlin, ông Dmitry Peskov tuyên bố, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhiều lần khẳng định Moscow sẵn sàng đối thoại về vấn đề Ukraine. Trước đó, theo Sputnik News, người phát ngôn điện Kremlin, ông Dmitry Peskov tuyên bố, chính quyền sắp mãn nhiệm của Tổng thống Mỹ Joe Biden tiếp tục thổi bùng xung đột ở Ukraine và một đợt gia tăng căng thẳng mới đang diễn ra. Hãng thông tấn Kyodo của Nhật Bản dẫn các nguồn thạo tin về quan hệ Nhật-Mỹ cho biết Washington đang lên kế hoạch thiết lập các căn cứ tạm thời ở Nhật Bản và Philippines để triển khai tên lửa. Theo Kyoto, Thủy quân lục chiến Mỹ sẽ triển khai trung đoàn ven biển, được trang bị hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao HIMARS và các vũ khí khác tại chuỗi đảo Nancy ở Tây Nam Nhật Bản. Lực lượng phòng vệ Nhật Bản dự kiến sẽ chủ yếu tham gia hỗ trợ hậu cần cho đơn vị thủy quân lục chiến Mỹ, bao gồm cung cấp nhiên liệu và đạn dược. Theo kế hoạch, Tokyo và Washington sẽ đưa các hoạt động triển khai mới vào kế hoạch hoạt động chung đầu tiên của họ, dự kiến sẽ được xây dựng vào tháng tới. Trong khi đó, lực lượng đặc nhiệm đa lĩnh vực của lục quân Mỹ sẽ bố trí các đơn vị hỏa lực tầm xa tại Philippines. Người phát ngôn lục quân Philippines, Luis de Maala, đã xác nhận thông tin trên, song cho biết việc triển khai vẫn đang trong giai đoạn lập kế hoạch sơ bộ. Ông de Maala nói thêm rằng, mặc dù kế hoạch này thuộc quyền quyết định của Mỹ, nhưng mọi công tác triển khai sẽ tuân theo các thủ tục tương ứng tại Philippines. Tuy nhiên, trong một cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh tuyên bố Bắc Kinh kiên quyết phản đối kế hoạch này, nhấn mạnh rằng điều này sẽ đẩy cao căng thẳng và đối đầu, gây rối loạn hòa bình và ổn định khu vực. Song song với đó, để đáp trả động thái trên của Mỹ, Nga có thể cân nhắc triển khai tên lửa tầm ngắn và tầm trung tại châu Á, nhằm tới các địa điểm chiến lược để bảo vệ lãnh thổ rộng lớn của Nga và thách thức ảnh hưởng ngày càng lớn của Mỹ. Nếu việc triển khai tên lửa diễn ra như Mỹ và Nga đã tuyên bố, có thể dễ dàng nhìn thấy hệ quả là gia tăng căng thẳng khu vực, hồi sinh chạy đua vũ trang, dịch chuyển liên minh và phân cực, lo ngại về ổn định chiến lược, tác động kinh tế và ngoại giao. Việc Mỹ triển khai tên lửa ở Philippines và Nhật Bản có khả năng làm gia tăng căng thẳng Mỹ Trung, trong khi sự hiện diện tên lửa của Nga tại châu Á sẽ tạo thêm một chiều hướng phức tạp thêm vào mối quan hệ ba bên giữa Mỹ, Trung Quốc và Nga. Việc triển khai tên lửa của cả Mỹ và Nga có thể châm ngòi cho một cuộc chạy đua vũ trang, khiến các quốc gia trong khu vực như Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc phải tăng cường năng lực phòng thủ. Liên quan đến diễn biến xung đột ở Trung Đông, chúng tôi xin gửi đến quý vị những cập nhật mới nhất tiếp theo sau đây. Bộ ngoại giao Pháp mới đây đã ra tuyên bố tái khẳng định cam kết tuân thủ luật pháp quốc tế sau khi Tòa hình sự quốc tế ICC phát lệnh bắt thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Tuy nhiên, bộ này cũng nói rằng Israel được hưởng quy tắc miễn trừ áp dụng cho quốc gia không phải thành viên ICC. Bộ Ngoại giao Pháp cho hay, một quốc gia không thể bị buộc phải hành động theo cách không phù hợp với nghĩa vụ của mình theo luật pháp quốc tế liên quan quyền miễn trừ dành cho bên không phải thành viên ICC. Quyền miễn trừ như vậy áp dụng đối với Thủ tướng Netanyahu cùng các bộ trưởng và cần được xem xét nếu ICC yêu cầu chúng tôi bắt và gia nộp họ. Trước đó, ICC đã phát lệnh bắt Thủ tướng Israel Netanyahu, cựu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Yoav Galan và Thủ lĩnh cái vũ trang của Hamas, Ibrahim al-Masri, còn gọi là Mohamed Deif với cáo buộc về tội ác chống lại loài người và tội ác chiến tranh trong xung đột Gaza. Theo đó, 124 nước thành viên ICC có nghĩa vụ bắt nếu ông Netanyahu, ông Galan và ông Deif tới lãnh thổ của họ. Israel không phải thành viên ICC. Người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu, EU, ông Joseph Borrell cho biết lệnh bắt của ICC có tính ràng buộc và cần được thực hiện. Tuy nhiên, không giống một số quốc gia châu Âu, Pháp duy trì lập trường thận trọng hơn đối với các lệnh bắt trong khi Hà Lan, Thụy Sĩ, Ireland, Italia, Thụy Điển, Bỉ và Na Uy đều tuyên bố sẽ thực hiện các cam kết và nghĩa vụ theo quy chế Rome và luật pháp quốc tế. Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Italia Guido Crosetto nhấn mạnh rằng ICC đã sai khi đặt Thủ tướng Netanyahu và cựu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Galan ngang hàng với Hamas. Áo cũng cho biết họ sẽ tuân thủ quyết định của ICC, nhưng Ngoại trưởng Áo Al, Alexander Schallenberg thừa nhận lệnh bắt giữ này hoàn toàn khó hiểu ngoại trưởng hà lan caspar venkamp phát biểu trước quốc hội nước này rằng chính quyền sẽ hành động theo lệnh bắt giữ và tránh các cuộc tiếp xúc không cần thiết với những người bị icc nêu tên văn phòng thủ tướng israel mô tả phán quyết của icc là lời nói dối vô lý và sai trái đồng thời cho rằng đây là quyết định chống do thái văn phòng của ông netanyahu cũng tuyên bố nước này sẽ không nhượng bộ trước áp lực sẽ không nản lòng và không rút lui cho đến khi đạt được tất cả các mục tiêu kế hoạch quân sự ở giải gaza bộ trưởng bộ quốc phòng israel ông Israel Kass tuyên bố, chúng tôi sẽ tiếp tục bảo vệ công dân Israel với quyết tâm và niềm tự hào, đứng vững trước bất kỳ ai cố gắng phá hoại quyền tự vệ của chúng tôi. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình Điểm Nóng Thế Giới trên kênh Youtube chính thức của báo điện tử VTC News. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!